Chào mừng các em đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ dạy các em giải bài 3 và luyện tập và vận dụng trang 154 sách giáo khoa địa lý lớp 6, bộ sách Cánh Diều. Hãy tìm kiếm thông tin trên Internet với câu hỏi tại sao máy bay thương mại thường bay ở độ cao trên 10.000 mét và tìm hai lý do liên quan đến đặc điểm khí quyển để trả lời câu hỏi này. Sau khi tìm kiếm thông tin trên Internet, cô đã tìm được hai lý do liên quan đến đặc điểm khí quyển. Đó là càng lên cao, không khí càng loãng, như vậy máy bay sẽ ít gặp lực cản, ít đốt cháy nhiên liệu. Thứ hai, ở độ cao trên 10.000 mét, ít xảy ra bão và không va phải chim, như vậy chuyến bay sẽ an toàn hơn. Như vậy, cô và các em đã hoàn thành bài 3, phần luyện tập và vận dụng trang 154. Sách giáo khoa địa lý lớp 6, bộ sách Cánh Diều. Các em hãy truy cập trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.